Mai Phúc Huệ Tê Quê xin chào cả nhà. Hôm nay Mai xin chia sẻ đến cả nhà món ăn đó là sườn gam nước dừa. Để chuẩn bị thành phần cho món sườn gam: sườn heo 1 kg, mình sử dụng đây là sườn non để mình làm cho nó ngon hơn. Phần sườn mình đã rửa qua nước lạnh đã sạch. Giờ mình chuẩn bị một thao nước nóng, sau đó mình cho sườn vào ngâm. Mình ngâm khoảng 5 phút. Ngâm được 5 phút thì mình vớt hết phần sườn ra. Mình vớt sườn qua một cái rổ cho ráo nước. Cách gam sườn này mình không dùng dầu ăn nhưng sườn vẫn thơm ngon. Mình cho hết phần sườn vào một cái chảo. Mình cho phần gia vị vào sườn, tỏi phi nửa muỗng canh, hành phi một muỗng canh, đường phèn một muỗng canh, muối bọt một muỗng cà phê, bột ngọt một muỗng cà phê, 50 g củ hành trắng. Mình cho vào món sườn của mình sẽ mau mềm và thơm ngon hơn. Tiêu xay 1 muỗng cà phê. Tương ớt mình cho nửa muỗng canh. Mình sử dụng một trái dừa tươi, khoảng 250 ml nước dừa. Cho hết phần nước dừa vào chảo sườn. Mình cho phần sườn lên bếp mình nấu. Mình mở lửa thật lớn. Mình nấu cho phần sườn sôi lên. Sau đó mình hớt cái phần bọt, mình bỏ đi. Hớt hết phần bọt thì mình giảm lửa nhỏ lại, mình nấu riu riu khoảng 1 giờ đồng hồ. Mình nấu sườn sau 1 giờ đã rút hết nước và đã mềm. Lúc này mình sẽ cho phần nước tương và mật ong vào. Nước tương nửa muỗng canh. Mật ong 1 muỗng canh. Mở lửa vừa. Mình trộn cho phần nước tương và mật ong thấm hết vào phần sườn. Sau đó mình tắt bếp. Ăn kèm với món sườn thì mình có 200 g măng tây. Mình cắt khúc phần măng tây. Mình chuẩn bị một cái chảo khoảng 500 ml nước sôi. Mình cho vào nửa muỗng cà phê muối. Sau đó mình cho hết phần măng tây vào để luộc. Luộc khoảng 1 phút. Mình vớt hết phần măng tây qua một tô nước lạnh để giữ màu xanh và độ giòn của măng ngon hơn. Mình cho phần sườn ra dĩa. Và mình trang trí măng xung quanh dĩa sườn. Món sườn gam mình làm rất vừa ăn nên mình không cần nước chấm. Sườn gam này mình ăn trong những bữa cơm hoặc những bữa tiệc rất là ngon. Chúc cả nhà làm món ăn thành công. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo.